Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh của khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Bây giờ em sẽ đi ra hướng bên con đường Phạm Văn Đồng cũng như đường Củ Chi theo yêu cầu của một bạn, cũng như là em sẽ đi qua dốc đạp Nha Trang và qua khu vực Hòn Trồng. Thì em đang đứng ngay vị trí này, đó là con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa. Hướng này đi tiếp một đoạn nữa thì sẽ tới cầu Trần Phú về. Hướng qua bên kia đó là, qua bên kia cầu Trần Phú là con đường Phạm Văn Đồng. Và em đứng ngay này là góc ngã ba của đường Nguyễn Bình Khiêm, giao nhau với đường Trần Phú. Ngay vị trí này rẽ bên tay trái thì cô chú thì bạn sẽ đi vào con đường Nguyễn Bình Khiêm, qua khu vực phía sau của chợ Đầm ngày nay. Và ngay vị trí này cũng có rất là nhiều những cái quán hải sản, làng chài, bờ kè, nhậu hải sản, sống, cua, ghẹ, cá mú, ốc, các loại. Rồi quán nhậu hải sản biển chiều. Rồi ngay vị trí này có quán cà phê Hồng Tuấn nữa. Và ngay đây cũng có quán cà phê 378, gần khu vực của nhà nghỉ Bộ Công an 378 ngày nay. Khi xưa, ngay vị trí này là nhà của bác sĩ Alexander Yersen. Một cái tên gọi rất thân thương, đó là lầu của ông Tư. Ngay đây nè quý vị, ngay vị trí này là cái cổng của nhà nghỉ 378. Hồi xưa là lầu ông Tư, bên cạnh đó là sân bóng chuyền Sanet của Khánh Hòa. Bây giờ mời cô chú chị bạn lưu thông tiếp trên con đường Trần Phú này để đi qua bên kia của con đường Phạm Văn Đồng, con đường biển tuyệt đẹp ngày nay không thua kém gì con đường Trần Phú. Dạ, ngay vị trí này là công viên của bác sĩ Alexander Yersen. Công viên này rất là rộng và thoáng này, buổi chiều là người dân hay tập thể dục ở công viên này nhiều lắm. Nó nằm sát vào biển nên rất đẹp, ngay góc chân cầu Trần Phú nữa. Cây cầu Trần Phú ngày nay. Cây cầu này nó có 4 làn đường, mỗi bên là 2 làn, ở giữa là một dải phân cách bồn hoa rất là đẹp. Chiều dài của nó là gần 460m và chiều rộng của nó là 22m quý vị. Một chiều rộng cũng tương đối là thoải mái để xe lưu thông. Cây cầu Trần Phú này rất là quan trọng, nó nối liền qua con sông Cái, nó bắt qua con sông Cái, nối liền giữa hai con đường biển Trần Phú và con đường biển Văn Đồng tuyệt đẹp. Đó là một cây cầu nhằm mục đích cũng tiện lợi cho người dân đi lại để hạn chế bớt cái lượng xe lưu thông bên cầu xuống bóng, cũng như là một cây cầu để nhằm phát triển du lịch. Từ vị trí của con đường Trần Phú qua bên Hòn Trồng rồi đi trên cây cầu này nó rất là tiện lợi qua những cái địa điểm du lịch danh thắng Hòn Trồng. Em mời cô chú anh chị các bạn rẽ qua con đường Tháp Bà.
Tháp Bà này là một trong những con đường ăn uống khá là nổi tiếng ở Nha Trang, con đường ăn uống chuyên dành cho khách du lịch và rất là nhiều những cái quán hải sản ở trên con đường Tháp Bà này. Buổi chiều gần ngay cái chùa Ai Linh và cái đình Cù Lao này có những cái quán bánh căn, bánh căn này quý vị. Ăn vặt buổi chiều, ăn vặt, bánh căn bún rồi. Các quán sinh tố nằm trên con đường này. Nói chung là về ăn uống thì trên con đường này là nó rất là nhộn nhịp và sôi nổi. Hướng này của đường Tháp Bà, cô chú chị bạn mà lưu thông thẳng nữa thì sẽ giao lại với con đường 2 tháng 4 ngay vị trí của Tháp Bà Ponagar. Bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường này, đó là con đường Lạc Thiện. Thì con đường Lạc Thiện này lưu thông hết thì cũng sẽ ra ngay vị trí dốc Đại học Nha Trang. Ra sẽ giao với con đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2 tháng 4. Đường này cũng rất là rộng quý vị, cũng khá là rộng, không hẹp lắm. Thoáng. Này 92 Lạc Thiện nè. Lạc Thiện Vĩnh Thọ. Đó, buổi chiều cũng có bán các món ăn vặt. Đó. Bánh cuốn, chả ram. Rồi bánh căn. Bánh căn là món đặc sản. Nha Trang là rất nhiều những cái quán bánh căn nữa. Ngay đây là cái tổ dân phố văn hóa số 1 Cù Lao Thượng nè. Em rẽ vô đây là chợ Bầu của Vĩnh Thọ. Giờ này cũng tầm 5 giờ chiều rồi. Em đi hướng này là nó ngược hướng mặt trời rồi, ngược ánh sáng nè, không biết cô chú anh chị các bạn có thấy được không nữa. Đó, đoạn này bán rau củ quả nè. Hai khu vực bên công bên trong của chợ chợ Bầu. Buổi chiều cũng còn bán quần áo nè. Nay là các mặt hàng quần áo là họ mở cửa lâu hơn để cho người dân có thể mua đồ sắm Tết. Và đây là các cái quầy trái cây. Cây cảnh rồi cũng nhộn nhịp lắm, các cái số quần áo. Góc đây là đường Tôn Thất Tùng giao với đường 2 tháng 4. Em lưu thông thẳng nữa thì sẽ ra khu vực phía Bắc đó, này ra chợ Bình Hải.
ra đèo Rù Rì. Đường 2 tháng 4 giao với Lạc Thiện và con đường Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ em mời cô chú các bạn lưu thông trên con đường Nguyễn Đình Chiểu hướng đi lên dốc Đại học Nha Trang ngày nay. Đó, trên này bán nước mía, các món ăn vặt, shop quần áo, các quán cà phê Milano, shop. Này đúng là gần tới Tết rồi cho nên là các cái shop quần áo rồi thấy nhộn nhịp ghê luôn, rồi giày dép nữa, bắt đầu mua sắm Tết cuối năm. Đó. Rồi các cái tiệm làm đẹp cho các chị em. Đó. Làm tóc, làm móng. Wow, shop quần áo, giày dép quá trời luôn, có các bạn trẻ mua nè. Có cái đồng bên kia cũng có shop quần áo, bên này cũng có shop quần áo. Quần áo và giày dép đủ kiểu hết, có thể lựa chọn. À, buổi chiều nhộn nhịp quá. Ở đây là Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản. Có giày dép nữa, mắt kính luôn, toàn là giày dép nữ không à, giày dép nữ với quần áo nữ không vậy, nam thì thấy ít, nữ không. Ồ, hình như là trên cái ngay dốc Đại học Nha Trang này đa số là shop quần áo nữ. Đây cũng shop quần áo nữ nữa nè. Cái vị trí này là đi vào bên trong trường Đại học Nha Trang. Trường Đại học Nha Trang này khi xưa nó là Đại học Thủy sản, giờ đổi lại thành Đại học Nha Trang rồi. Đây là những hình ảnh của đồi La Sang ngày nay quý vị. Ngày nay thì đồi La Sang một phần là trường của trường Đại học Nha Trang. Rồi trên đây cũng có một cái tòa nhà Napoleon K1 nữa nè, khá đẹp. Đó, tòa nhà này nay có mấy BB mát rồi nè, ăn uống rồi nè. Đối diện với tòa nhà này, đối diện với ký túc xá sinh viên. Gà rán sốt Hàn Quốc, kem xôi, rồi nhà nghỉ, quán lẩu nướng 59k. Ở đây có La Sang Hill cà phê. Sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Sơn Hải 35/5 Nguyễn Đình Chiểu. Đã, đoạn này bàn ghế xếp này buổi chiều ngồi nhậu nè. Chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Nha Trang.
nữa là thuộc đồn biên phòng. Còn hướng này em đi qua mấy bên kia là thuộc hội quán Vịnh Nha Trang, đi qua khu vực của Hòn Chồng. Bên này đổ xuống dốc, ngay vị trí dốc này là trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm trên đồi La Sang này, rất đẹp. Và đây là những ảnh của cầu vượt Phạm Văn Đồng, một con đường Nguyễn Đình Chiểu, có các bạn trẻ cũng đang chụp hình. Cứu ứng dụng công nghệ của Nha Trang. Đây là khu vực bãi gửi xe nè. Khu vực bãi gửi xe của Hòn Chồng, hội quán Vịnh Nha Trang, gửi xe máy á. Đứng chỗ này nhìn xuống biển rất đẹp rồi. Phía từ xa kia là cái đảo Hòn Đỏ. Ở trên đảo Hòn Đỏ đó có cái chùa, đó là gọi là chùa Từ Tôn nha. Nằm trên một đảo nhỏ rất gần với đất liền. Ngay vị trí chỗ này là trước thì nó là một cái dự án của Nha Trang Sao, nhưng mà bây giờ dự án này đã bị thu hồi rồi, thì có thể khu vực chỗ này mai mốt sẽ thành một cái công viên bờ biển rất là đẹp đó quý vị. Vị trí này là cái quầy bán vé. Đóng cửa nghỉ em ơi. Dạ. Quầy bán vé của hội quán Vịnh Nha Trang. Thời gian mở cửa từ 6 giờ đến 18 giờ chiều. 10.000 đồng một lượt. Giờ này nghỉ rồi. Đây trước cổng của hội quán này, khi vị mua vé thì đi vào đây. Rồi thăm cái những cái ngôi nhà rường, kiến trúc kiểu ngôi nhà rường, rồi nghe những cái nhạc cụ đàn đá dân tộc, rồi có thể xuống tham quan khu vực của Hòn Chồng.
Gần đây thì có quán cà phê Hòn Chồng cũng rất là mát. Ngồi ở vị trí bên này nhìn xuống thấy được biển Hòn Chồng rất là đẹp. Chỗ này là công viên Hòn Chồng. Ra đây là giao lại với con đường Phạm Văn Đồng. Chúng hình của chú anh chị bạn đó là những hình ảnh của biển Hòn Chồng buổi chiều. Đây là con đường Cao Văn Bé này, giao với Hòn Chồng. À, đây là những hình ảnh những tòa nhà cao tầng này của khu vực của Bình Thanh Viễn Triều. Ngay góc của con đường Hòn Chồng và con đường 2 tháng 4. Dạo xuống biển Hòn Chồng xíu ha. Đây là những hình ảnh của biển Hòn Chồng về chiều nữa vậy. Khá là đông người dân đi tắm biển về chiều. Có tập thể dục nữa. Dọc công viên này thì có những cái chỗ tập thể dục thể thao, người dân buổi chiều tập thể dục, một số thì tắm biển. Biển hôm nay nước vô sâu hôm nay quá ha. Bình thường biển Hòn Chồng là nước nó cũng nông lắm vậy, bờ biển nó nông lắm, mà hôm nay nó cũng thủy triều nó vô tuốt trong này luôn. Mấy chỗ đây có mấy cái chòi, mấy cái giường nằm dành cho khách du lịch của các khách sạn. Dọc công viên này là tập thể dục rồi vui chơi rất là đông. Vị trí của con đường Hòn Chồng và con đường Phạm Văn Đồng này gần biển cũng có các cái xịt chết bán đồ ăn nước uống này, kem ý, trà sữa, trà chanh, các món ăn vặt về chiều. Ở đây là những cái bãi giữ xe. Người dân
dân đi tắm biển muốn giữ xe thì có thể gửi ở đây cho an toàn. Còn những ai tự giữ thì có thể để cái đoạn phía dưới kia. Có buổi chiều rất là đông người tập thể dục quý vị. Đây thì có khách sạn Navada Hotel nè, Quang Vinh Hotel, Đại Nam Hotel. Thì ngày nay trên con đường Phạm Văn Đồng này cũng không có thua gì đường Trần Phú, rất là nhộn nhịp về chiều. Góc đây là con đường Đặng Tắp giao với Phạm Văn Đồng. Sơn giao với Phạm Văn Đồng. Ngày nay thì con đường biển Phạm Văn Đồng này cũng rất là nhiều những cái tòa nhà, những cái khách sạn mọc lên. Ngay góc Phạm Ngọc Thạch rồi đường Phạm Văn Đồng có cái tòa Senior Bay nữa. Trước màn hình của chú Nhật Bản là cái tòa Senior Bay cao cao 40 tầng. Bây giờ em mời cô chú anh chị các bạn rẽ qua con đường Củ Chi. Theo yêu cầu của một bạn cũng muốn xem lại con đường Củ Chi, cho nên là em sẽ thực hiện nội dung này. Vừa rồi thì em từ ngoài đường Phạm Văn Đồng đi vào con đường Củ Chi này. Giờ mới có khoảng 5 giờ rưỡi mà điện đường lên rồi nè quý vị. Ở ngay chỗ góc này, ngay vị trí này của đường Củ Chi nè, cũng có một cái quán cà phê gọi là Coffee Coi. Giờ này thì quán vắng, quán này chủ yếu là buổi sáng với buổi tối. Giờ này không có ai uống cà phê, làm những cái bồn mà ngồi chính giữa, xung quanh là cá coi quý vị. Ở đây có Sky Garden của quán cà phê nữa nè, Coffee Garden. Ở bên kia cũng có một quán nữa, bên kia hình là quán nhậu, nhà hàng Vườn Nho. Nem nướng, bún thịt nướng nè, đặc sản Bình Định, Mộc Lan. Nem chợ Hiện Mộc Lan, đặc sản Bình Định. Đây có Garden Restaurant ở địa chỉ 25 Củ Chi, phường Vĩnh Hải của thành phố Nha Trang. Máy tên bên phải đó là số chặn 54, 56. Con đường Củ Chi này rất là rộng quý vị, cũng có các cái quán ăn, quán cà phê. Đa số là em thấy trên đường Củ Chi này là ăn uống nhiều, còn buôn bán kinh doanh các mặt hàng khác thì hình như ít lắm. Cũng có pizza nữa. Về hotel, hotel thì thấy cũng ít. Ở ngay đây cũng có một cái fancy hotel ở 65 Củ Chi nè.
DBH Hotel Luxury, nằm ở vị trí 73 của con đường Củ Chi, nhưng mà hơi vắng khách. Đây là cà phê Mọc ở Bistro Coffee Food. Trường Thịnh Hotel nữa nè. Khách sạn Ánh Dương. Và những cái hotel thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Ở đây cũng có quán ốc hải sản nè. Rồi thôi. Đó, rồi ăn. Hay là quán lẩu cá ốc. Ngay đây cũng có cái Livy Hotel nữa. Trung Nguyên Coffee. Rồi. Nói chung em đi thấy dọc trên con đường Củ Chi này đa số là các cái quán cà phê. Rất là nhiều quán cà phê. Bên cạnh đó là ăn uống của ba, con gà, Bình Dân. Trên đường Củ Chi. Và trước màn hình của chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh con đường 2 tháng 4 giao lại với con đường Củ Chi rồi nè. Thì nó, con đường Củ Chi này nó đối diện với chợ Vĩnh Hải luôn. Thôi sẵn tiện em mời cô chú anh chị bạn đi vào bên trong chợ Vĩnh Hải một vòng thử giờ này buổi chiều như thế nào nhé. Công viên ở trước của chợ Vĩnh Hải rất là rộng, đậu xe con rồi thoải mái. Và ngay vị trí này là giao giữa con đường Nguyễn Khuyến và đường 2 tháng 4. Hướng này đi vào khu vực của nhà thờ núi Sạn đó các bạn. Có buổi chiều cua ghẹ đồ ốc. Chợ chiều của Vĩnh Hải nhộn nhịp quá. Sau của chợ này các bạn, phía sau của chợ Vĩnh Hải nè. Trời ơi, giờ này chiều rồi mà vẫn còn bán rau củ quả nhộn nhịp ghê nè. Đúng là cái chợ Vĩnh Hải này có lượng người mua và người bán cũng nhiều, rất là nhiều. Cây rau củ quả hàng rau không à, phía sau này hàng rau nhiều. Qua mé bên kia thì hàng bán đồ tươi sống hải sản, gà nè. Qua đây là chân gà, cá nè. Chợ này buổi sáng cũng nhộn nhịp mà buổi chiều cũng nhộn nhịp quý vị. Đó. Chợ này là bán rất nhiều cá, mực, ghẹ, ốc các loại. Dân đi chợ chiều cũng nhiều rồi. Giờ này bên trong của khu vực này bên tái quý vị đó là cái đoạn mà bán đồ hải sản tươi sống vào buổi sáng á.
giờ này buổi chiều thì không có bán. Buổi chiều đồ hải sản thì bán ở phía ngoài này. Ốc các loại. Người mua người bán nhộn nhịp về chiều. Bên tay trái thì rau củ quả và trái cây, bên tay phải là thịt cá, cá và đồ hải sản. Chợ Tết chắc là đông đúc nữa quý vị, chắc con đường này kẹt cứng luôn quá. Lại cứ đi ngang mà dừng lại mua là nó sẽ bị kẹt đường thôi. Kem móng, kem sữa đậu. Đây là phía trước của cổng chợ Vĩnh Hải nè. Ở giờ này chiều rồi mà các cái cửa hàng bán quần áo, giày dép cũng còn rất là nhộn nhịp, cũng còn rất là nhiều người dân đi mua. Mấy bữa trước thì vắng và đóng cửa sớm lắm. Nay bắt đầu chợ hoạt động bán hàng Tết rồi, nên chợ còn nhộn nhịp hơn. Giày dép với quần áo giờ này vẫn còn người mua người bán. Không khí Tết tràn ngập. Rồi em ra lại vị trí này là con đường 2 tháng 4 nữa vậy. Dọc vỉa hè đây này. Con đường mà đã
504/24 thuộc phường Vĩnh Hải của thành phố Nha Trang. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin kính chào cô chú anh chị các bạn.